A về Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện năm tải ngay A về Xin chào tất cả các con, trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô đi tìm hiểu bài tập cuối chương 5 À, trong phần bài tập cuối chương 5 này chúng ta cùng nhớ lại cho cô Xem ở trong chương 5 các con đã được học những gì à Chúng ta được học thứ nhất là hình có trục đối xứng Và thứ hai là hình có tâm đối xứng Đúng không ạ? Vậy thì trong tiết ôn tập cuối chương này Chúng ta sẽ củng cố lại cho phần lý thuyết của hai tiết trước Thứ nhất chúng mình sẽ quan sát cho cô vào bài 5.17 Đề bài yêu cầu hãy vẽ các hình dưới đây vào giấy kẻ ô vuông Rồi chỉ ra tất cả các trục đối xứng của chúng nếu có Với bài tập này thì việc đầu tiên Chúng mình sẽ cần phải vẽ cho cô các hình ABC vào trong vào trong vở kẻ ô ly Đúng không ạ? Thì tuy nhiên đây thì cô sẽ thực hiện luôn tìm trục đối xứng ở trong ba hình này luôn nhé. Chúng ta sẽ cùng nhớ lại cho cô. Hình mà có trục đối xứng thì sẽ là gì đấy ạ? À khi mà cô kẻ được một đường thẳng thì khi mà cô gấp hình đó theo đường thẳng cô vừa kẻ thì chúng ta sẽ được hai phần chồng khít lên nhau, đúng không? Thì hình đó sẽ là hình có trục đối xứng. Thì với hình A này. Đầu tiên cô sẽ kẻ một đường thẳng. đây thì các con có thể thấy là đường thẳng này của cô chia hình này ra thành hai hình giống hệt nhau và khi mà cô gấp giấy lại chúng cũng sẽ chồng khít lên nhau đúng không ạ vậy điều đó có nghĩa là hình a sẽ là hình có trục đối xứng tương tự như vậy với hình b hình b thì chúng ta cũng đã thực hiện nhiều ở các bài trước rồi thì ở đây cô cũng sẽ vẽ một nét thẳng này đó thì các con cũng có thể thấy là nét thẳng của cô này cô gọi đây đường thẳng d nhá thì chia hình này ra thành hai hình giống hệt nhau và khi mà cô gấp chúng lại thì chúng cũng sẽ chồng khít lên nhau đúng không? ạ vậy có nghĩa hình này cũng sẽ nhận đường thẳng d làm trục đối xứng. ngoài ra trong hình này còn xuất hiện rất là nhiều trục đối xứng khác nữa. cô lấy ví dụ như là trục ngang này đúng không? đây cũng chính là trục đối xứng hoặc các con có thể vẽ những trục chéo như vậy cũng sẽ là trục đối xứng đúng chưa nhỉ? rất là nhiều trục đối xứng. tương tự như vậy với hình c Hình C ở đây sẽ là một hình ngôi sao 8 cánh Đúng chưa? Hình ngôi sao 8 cánh thì cô sẽ thấy là Nếu như Đây, cô gọi các đỉnh của ngôi sao này là các điểm Khi mà cô nối hai điểm đối diện lại với nhau Thì sẽ tạo thành một đường thẳng D Và đây chính là trục đối xứng của ngôi sao 8 cánh này Đúng không ạ? Các con có thể thấy hai hình ở hai bên này Thì giống hệt nhau Và khi mà cô gấp chúng lại thì chúng cũng sẽ trồng khít lên nhau thì tuy nhiên ngoài ra cô vẫn còn nhiều trục đối xứng khác nữa cô ví dụ ở đây cô sẽ có một đường chéo như vậy đúng không thì đây cũng chính là trục đối xứng của ngôi sao đó hoặc là các trục nằm ngang như thế này thì cũng sẽ là trục đối xứng đúng không như vậy ở cả ba hình này thì đều có trục đối xứng và các trục đối xứng là các đường mà cô đã à, thực hiện mẫu cho chúng ta rồi được chưa nhỉ rồi Chuyển cho cô sang bài tiếp theo, đó là bài 5.18. Đề bài như sau: Hình nào dưới đây là hình có tâm đối xứng? À như vậy chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem hình nào có tâm đối xứng. Thì cùng cho cùng nhắc lại cho cô xem là hình có tâm đối xứng là hình như thế nào. À hình có tâm đối xứng thì là sẽ là hình À chúng mình tìm được một điểm này, sao cho khi mà quay quanh cái điểm đó một nửa vòng tròn thì sẽ được một hình mới chồng khít lên hình ban đầu. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng cô kiểm tra nhé. Ở đây với hình A cô sẽ gọi đây là tâm được không ạ? Thì khi mà cô quay một nửa vòng của hình này, đây cô sẽ xác định đây là điểm A ban đầu. Đúng chưa? Khi mà cô quay một nửa vòng theo chiều này, thì cô sẽ quan sát xem là điểm A của cô sẽ xuất hiện ở vị trí nào này. Đây. Điểm A của cô sẽ xuất hiện tại vị trí này. Đúng chưa? Vậy các con có thể thấy ngay là hình lúc sau cô thu được khác hoàn toàn so với hình ban đầu. Vậy điều đó đồng nghĩa với việc là hình A của cô sẽ không có tâm đối xứng. Đúng chưa ạ? Tương tự như vậy với hình B, cô sẽ xác định đây là tâm này. Bây giờ cô sẽ thực hiện quay như sau. Cô gọi đây là điểm A. Khi mà cô quay một nửa vòng theo chiều bên này thì chúng ta sẽ thấy điểm A xuất hiện ở đây. Đúng không ạ? Và hình lúc sau cô thu được sẽ à giống y hệt so với hình ban đầu có nghĩa là chúng sẽ trồng khít lên hình ban đầu, đúng không? vậy có nghĩa hình B sẽ là hình có tâm đối xứng rồi hình D nào hình D cô giả sử đây là tâm và cô sẽ gọi đây là điểm A này khi mà cô quay một nửa vòng theo chiều bên này chúng ta sẽ có điểm A xuất hiện tại đây và các con thấy là à, cô xin lỗi điểm A sẽ xuất hiện tại đây Đúng không? Điểm A của chúng mình sẽ xuất hiện tại đây nhé Và khi đó chúng ta thấy là gì đấy ạ? À hình lúc sau của cô cũng khác Hoàn toàn so với hình ban đầu Vậy điều đó đồng nghĩa với việc là Hình C của cô cũng sẽ là một hình Không có tâm đối xứng Được chưa nhỉ? Rồi vậy cô tổng kết lại ở bài 5.18 Thì chỉ có hình B Là hình có tâm đối xứng thôi Còn hình A và hình C sẽ là hình Không có tâm đối xứng được chưa Rồi bài tiếp theo À đây cô có một bài rất là thú vị này, bài 5.19. Đề bài là vẽ mặt cười. Hãy vẽ các hình sau vào vợ và vẽ thêm họa tiết để được hình mặt cười, nhận đường thẳng D cho trước là trục đối xứng. Vậy việc đầu tiên chúng mình sẽ cần phải vẽ lại cho cô những hình này vào trong vợ trước. Ở đây cô sẽ đã thực hiện vẽ lại các đường tròn và các hình vuông rồi. Cô đã vẽ sẵn các trục D rồi. Chúng mình sẽ vẽ bắt đầu từ hình A cho cô này. Với hình A Cô có một mắt hình tròn đúng không? Nó sẽ vẽ cho cô một mắt hình tròn trước Được chưa? À, khi mà phía bên này đã có một mắt hình tròn rồi Để nhận trục D làm trục đối xứng Thì chúng ta cũng sẽ phải vẽ phía bên phải này Một mắt hình tròn đối xứng với nó Đúng chưa? Đối xứng với nó Được chưa? À, tương tự như vậy với À, trước miệng này Đúng không? Mình sẽ có này. Đây là hình ban đầu. Đúng không ạ? Đây là hình ban đầu nhá. Và bây giờ để nhận trục D làm trục đối xứng thì chúng ta cũng sẽ vẽ một nửa bên này tương tự như vậy. Đây. Đúng chưa? Rồi ừ, như vậy là cô đã có hình A nhận đường D làm trục đối xứng. Các con có thể thực hiện gấp hai nửa này lại thì chúng sẽ chồng khít lên nhau. Tương tự như vậy với hình B. Đầu tiên chúng ta sẽ có mắt trước này. Đây, cô có hình trước mắt như thế này. Đúng không? Đó. Thì bên phía bên tay phải của cô cũng sẽ phải có một chiếc mắt như vậy. Được chưa? Tương tự như vậy luôn rồi tiếp tục đến miệng này miệng này, cô vẽ bên này trước nhá đúng không ạ chúng ta có thể tô bằng bút vào thì để nhận trục d làm trục đối xứng thì có nghĩa là ở nửa bên tay phải của cô cũng sẽ phải y hệt như vậy như bên tay trái cô sẽ có như sau mình sẽ vừa quan sát vừa thực hiện cùng với cô nhé đó, chúng ta cũng sẽ tô lại cho cô à vậy là các con thấy là ở hình B cũng đã nhận D làm trục đối xứng rồi tiếp tục tương tự với hình C nào hình C này đầu tiên chúng ta sẽ có con mắt trước cô sẽ có một con mắt này đúng không đó đây là một con mắt của cô thì phía bên này chúng mình cũng sẽ phải có một con mắt như vậy được chưa? tương tự như vậy nhé. Ngoài ra này, chúng ta sẽ vẽ cho cô à ở bên này có má hồng đúng không? vậy có nghĩa là chúng mình sẽ cần vẽ cho cô má hồng. chúng ta vẽ bằng bút đỏ nhé. một má hồng hình tròn. con sẽ tô màu lại. tương tự phía bên này cũng thế đúng không ạ? chúng ta cũng sẽ vẽ cho nó đối xứng với nhau. cũng hình tròn. và cuối cùng là chúng mình sẽ vẽ cho cô à miệng này. Miệng này thì cũng giống như là ở hình tương tự như hình B đúng chưa? Đó, cô sẽ có một chiếc miệng như thế này. Chúng mình sẽ tô vào. Và ở phía bên tay phải của cô cũng sẽ phải có một nửa như vậy. Cô sẽ tô vào này. À, như vậy là hình D cô đã có một chiếc mặt cười mà nhận trục D làm trục đối xứng rồi cuối cùng là hình hình gì đấy ạ hình d này hình d ở đây cô có đầu tiên là một chiếc mắt trước mắt này được chưa thì tương tự đối xứng với nó cũng sẽ phải có một chiếc mắt như vậy đúng không ạ cô sẽ có tương tự với một chiếc mắt như vậy và con sẽ tô vào cho cô được chưa và ở đây chúng ta thấy là à đây là nước mắt, đúng không? Có một giọt nước mắt này chúng Mình sẽ vẽ cho cô một giọt nước mắt Giọt nước mắt này thì màu xanh chúng Mình dùng bút xanh nhé Đó, chúng mình sẽ vẽ cho cô một giọt nước mắt như vậy Tô màu vào Tô màu của bút xanh lại Thế Như vậy tương tự bên này chúng ta cũng sẽ phải có một giọt nước mắt màu xanh, đúng không? Làm sao mà các con phải vẽ được một giọt nước mắt màu xanh? Được chưa? Rồi. Và cuối cùng đó là à cũng một chiếc miệng này cũng đang cười giống như ở hình B. Thì tương tự như ở nửa bên kia chúng mình cũng phải có cho cô à một nửa chiếc miệng còn lại. Rồi, chúng ta cũng sẽ tô lại. Như vậy là cô cũng đã hoàn thành xong cả hình D rồi Chúng ta quan sát lại một lần nữa cho cô Như vậy chúng mình đã có cả bốn mặt cười này Tương ứng với à mặt cười thứ nhất này Mặt cười thứ hai, mặt cười thứ ba là có hai chiếc má này Mặt cười thứ tư là có hai hai giọt nước mắt này Và nhận các trục D làm trục đối xứng Được chưa nhỉ? À, như chúng ta đã biết đây chính là biểu tượng cảm xúc và hay gọi tắt, các bạn có thể gọi tắt là emoji đúng không? Và xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1998 bởi một nhà thiết kế người Nhật. Tính đến năm 2018 thì có tới 2823 emoji được thiết kế và khoảng 5 tỷ emoji được gửi hàng ngày trên Facebook Messenger. Đúng không ạ? Chúng ta chắc là các bạn cũng lớp 6 cho chúng mình chưa dùng Facebook đâu nhỉ? Đó, thì khi mà các con dùng Facebook thì các con cũng sẽ thấy hoặc là trên điện thoại Chúng mình cũng thấy là có xuất hiện những chiếc mặt cười emoji như thế này ờ, Như vậy là cô đã hoàn thành xong lời giải cho bài 5.19 rồi Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyển cho cô sang bài cuối cùng này Đề bài như sau Hãy vẽ hình bên vào giấy kẻ ô vuông Và vẽ thêm trang trí để được hình chiếc lá nhận đường thẳng D làm trục đối xứng Thì các con có thể quan sát thấy ở trong hình ảnh này Ở đây đã có là một nửa chiếc lá rồi Đúng không? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ cần vẽ cho cô thêm một nửa chiếc lá còn lại Làm sao mà để nhận đường thẳng D làm trục đối xứng Đấy chưa? Thì ở đây cô không có giấy kẻ ô ly như thế này Nếu như các bạn có giấy kẻ ô ly như ở trong sách này Thì mình sẽ thực hiện vẽ vợ Ở đây cô sẽ thực hiện vẽ luôn vào trong sách được không ạ? Thì cách vẽ đơn giản nhất như sau Ở tại các đường gấp khúc này Chúng ta thấy chưa ạ? Cô sẽ chấm các điểm tại các đường gấp khúc nhá đó, đây chính là các điểm tại các đường gấp khúc Chúng mình sẽ lấy đối xứng qua đường thẳng D đúng không? Chúng mình sẽ lấy các điểm gấp khúc này đối xứng qua đường thẳng D như sau. Ví dụ ở điểm đầu tiên này, cô sẽ lấy ở gì đấy trước được không ạ? Đó, thì cô sẽ đo nhá. Ví dụ với điểm đầu tiên 0,2 thì ở đây cũng sẽ phải là 0,2. Đúng không? Đó thì cô sẽ có điểm tại đây. cô sẽ chấm lại. Được chưa? Tiếp tục này, với điểm này mình sẽ lấy đối xứng sang cho cô. Con sẽ đo và vẽ vuông góc với đường thẳng D. Đoạn này là 1,1 thì đối xứng đây sẽ là cũng phải 1,1. Được chưa? Tiếp theo là điểm này. Điểm này cô cũng sẽ cần lấy được đối xứng sang như sau. Đoạn này là khoảng 1,5. Thì sang đây sẽ là 3 đúng không? Rồi cô sẽ có điểm đây. Được chưa? tiếp tục này với điểm ở góc nhọn này đó thì chúng ta cũng sẽ có chính là điểm này tương tự với điểm ở đây chúng mình lần lượt kiểm tra cho cô từng điểm ở các đường gấp khúc cô sẽ có điểm ở đây được chưa rồi điểm tiếp theo sẽ là điểm này điểm này Chúng ta cũng sẽ chú ý cho cô này. Đây là khoảng 2,2. hai, sẽ khoảng 4,4 là ở đây. Đúng không? Tiếp theo là cái điểm này. Điểm này thì ngay đây rồi. Chấm cho cô luôn. Đó, điểm tiếp theo là điểm này. Chúng mình nhớ là phải vẽ vuông góc với đường thẳng D. Đúng chưa? Và nhận D làm trục đối xứng. đó sau khi mà chúng ta chấm được hết xong các điểm thì chúng mình chỉ cần nối vào thôi đúng không các điểm này thì dễ rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nối cho cô nhé đầu tiên này nối thì các con nối cho cô từ trên xuống để chưa ạ tiếp tục này người chúng ta nối lần lượt theo từng điểm thôi các điểm thì đã vẽ sẵn rồi nên chúng ta sẽ nối lần lượt cho cô ở phần này chúng ta bắt buộc phải sử dụng giấy ô ly mà ở tiểu học chúng ta được sử dụng thì mới có thể vẽ được nhé còn nếu như mà giấy ô vuông giống như giấy màu của cô thì chúng ta thực hiện rất là khó tiếp theo sẽ nối ở đây nhé Và chúng mình gần hoàn thiện một chiếc lá rồi, rồi nối tiếp vào đây. ở phần này thì trong sách thì hơi thiếu một chút vậy nên cô đã đo được ra ngoài. nếu mà chúng mình thực hiện ở trong vở ô ly thì sẽ tiện hơn. nối điểm cuối cùng này Đó Như vậy là cô đã hoàn thiện được chiếc lá ở trong sách giáo khoa Và chiếc lá này sẽ nhận D làm trục đối xứng Các con hoàn toàn có thể thử gập lại, gập đôi lại Thì chúng mình sẽ thấy rõ ràng là À hai nửa này sẽ trồng khít lên nhau Đúng không ạ? Hai nửa này thì y hệt nhau này Khi mà gập đôi lại thì chúng sẽ trồng khít lên nhau như vậy có nghĩa chiếc lá này đang nhận D làm trục đối xứng. Được chưa ạ? Rồi vậy là cô đã hoàn thành xong lời giải chi tiết cho bài 5.20 Và đây cũng là bài cuối cùng kết thúc bài tập cuối chương 5 của chúng ta Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo Cô chào tất cả các con Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học về rách